chào tất cả mọi người. Ôi ôi, Barcelona à? Rồi. Fernando Torres. Đi. Ấy à, ấy à. Neymar. À. Đi. Fernando Torres. Tấn công nhanh. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. À. Sóng gió đã nổi lên. Anh chạy nhanh vậy anh đây mà. Bóng được truyền, một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Ok. Và quả bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt đứt được tấn công. Ừ. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Ronaldo. Chịu nha. Không vẽ được. Bú rồi. Cơ hội tuyệt vời. Cản phá xuất sắc. Chơi gì này? Chơi gì này? Này. Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Cristiano Ronaldo. Chuyền bóng lại. Perisic. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Đường chuyền xuất sắc, Ivan Perisic. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Anh ấy chơi rất tốt. Chơi gì này? Dani Parejo. Anh ấy đã cướp được bóng. Tạt bóng đi. Messi. Anh ấy đã cướp được bóng. Jordi Alba. Ok. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Tỷ số vẫn chưa thể rồi. Vâng, một trận đấu căng như dây đàn cho đến tận phút cuối cùng. Leo Dubois. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Ashley Cole. Ok. Bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng ở trận đấu cương. Ivan Perisic. Đó nên là một cơ hội. Bóng đã nằm gọn trong tay anh ta. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Không được. Dani Parejo. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng.
Xavi. Ivan Perisic. Thủ môn đã bắt được bóng. Những tình huống phạt góc thế này có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu căng thẳng thế này. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Ashley Cole. Không đều là thủ. Hiệp hai bắt đầu. Ronaldo. Cơ hội là đây. Kìa. Neymar. Xavi. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Đây là lúc cần giảm nhịp độ trận đấu lại. Jordi Alba. Gianluca Zambrotta. Xavi. Kìa, bú rồi. Wow. Chị trong ta không đi trời. Quá cấp điều. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Bàn thắng đầu tiên. Trời ơi. Trời hề gì đây. Phối hợp tốt. Barrio căng ngang. Bất bóng trong vòng cấm. Tiến lên đi. Đó là một pha cứu thua ngoạn mục, bóng rất xoay và anh ta đã bắt được nó. Trời ơi, lộn vậy. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Ryan Giggs. Tình huống ngay. Tạt nè. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trong đấy. Mãi cà phiêu. Như nào? Như nào? Ấy. Gà thế. Sao không sao, bình tĩnh. Bú rồi. Sút. Đây rồi, bàn thắng. Vâng, rất độc đáo, pha dứt điểm rất đẹp. Yeah, anh ấy đã ghi bàn, thủ môn đã bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Perisic đang thi đấu với sự tự tin tuyệt đối ngay tại chịu thôi. Thủ đấy chạy ta. Tỷ số hiện tại là 2-0. Các tiền vệ cánh đang di chuyển. Cái gì vậy? 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Có cơ hội. Ghi bàn. Rồi đây rồi. Một tình huống rất khó mà anh ta đã làm rất tốt. Đây là một thắng tuyệt đẹp. Anh ta có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Dễ. Vidic. Anh ấy được biết đến là cầu thủ chuyền tốt và anh ấy đã chứng minh điều đó đúng trong hôm nay. Anh ta có kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Messi. Cầu thủ của hai đội đang làm Lionel Messi. Và ngăn chặn tuyệt vời. Sóng gió tạt đầu chú qua. Lẹ đi nè, câu giờ quá. Rồi. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Ok, ok. Vâng, đám đông đang reo hò nhưng không. Họ không nhìn thấy lá cờ của trọng tài viên căng lên và cầu thủ đó đã rơi vào thế vị vị. Tôi nghĩ là trọng tài đã có quyết định đúng trong tình huống vừa rồi, tình huống di chuyển trước hàng phòng ngự của đối phương. Cơ hội là đây. Tạc. Không ai ngăn cản. Yeah. Messi. Bây giờ trận đấu còn lại 4 phút thi đấu.
Khi xem bóng đá, tôi rất thích chứng kiến một bên đang nắm quyền kiểm soát và có được những đường truyền rất tốt. Tôi cảm thấy họ có một sự tự tin rất vững vàng đấy. Gianluca Zambrotta. Messi. Kìa, câu vợ kìa. Đó là pha can thiệp tuyệt vời. Fernando Torres. Đó. Ai. Ai cặp biểu. Có đội hình gì đây? VTR 118 á, cuộc sơ. Một trận đấu tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Tất nhiên rồi, hãy ổn định chỗ ngồi và trận đấu mà các bạn trông chờ sẽ đến rất nhanh thôi. Diego Silva. David. Beret. Beret. La 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 la. Leo Dubois. Dubois. Sẽ có phản công. Berit. I would. Cũng mẹ mày mắn phải biểu. Và đó sẽ là một cú ném biên. Hồng Sơn. Thierry Henry. Bantaha Martins. Thank you. Ok. Hồng Sơn. Đây, dưới đây. Sẽ có đá phạt. Cờ mẹ nó. Kaka. Bremer. Diego Silva. Sergio Ramos. Dani Parejo. Ơi. Ronaldo. Ơi. Bantaha Martins. Đồ hình đông quá luôn. Hồng Sơn. Quá cà biểu. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Hay. Hay.
Ơi. David. Ơi. Ơi. Ronaldo. Bóng được chuyền cho Ronaldo. Quả đánh đầu. Wow. Bàn thắng tuyệt vời. Yes sir. Tôi thấy anh ấy bị đá liên tục, nhưng cuối cùng cũng thoát được vào ghi bàn. Anh ta liên tục di chuyển trong vòng cấm để thoát khỏi siêu ám của hậu vệ và bất ngờ tung ra cú đầu hiểm hóc. Bàn thắng đầu tiên được ghi ở phút thứ 30. Dạ. À. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Bremer. Ê ai bú tức rồi. Bàn thắng cân bằng tỷ số của trận đấu, một bước ngoặt thực sự của trận đấu. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa không thành. Tỷ số bây giờ đang là 1-0 cho cả hai đội. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Ronaldo. Berit. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Berit. Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Vậy đây, vậy đây, vậy đây. Ờ, đây vậy. Vậy. Lập cho hề vậy. Đây nè. Đây nè. 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 Ê. Ê. Go đô. Một trên bảng tỷ số. Chúng ta sẽ bắt đầu lại trận đấu. Làm vậy. Pha chặn bóng kịp thời và thủ môn đã dạ dạ. Bóng rất tốt. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Gerson Martins. Tati. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Cuadrado. Kaká. Pha bóng tốt. Oh, 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 oh. Ronaldo. Ba trọng tài đã ngừng. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Ai kìa. Hồng Sơn. Harry. Nguyễn Hồng Sơn. Fernando Torres. Fernando Torres. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Fernando Torres. Anh ta rất rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứa lòng ở ghi bàn. Ôi ơi. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Tôi phải nói rằng đó là trận đấu một chiều, nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào bàn thắng. Thoát luôn. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là trận đấu đáng ngạc nhiên nhất mà tôi đã nhìn thấy trong sự nghiệp bình luận của mình. Nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của tôi. Vâng, tất cả những người ngồi trên sân đều đã rất ngạc nhiên. Hai đội thay nhau ghi bàn trong suốt trận đấu. Chết chết. Ui, giác đá lại cũng thích thú nha. Mình như thế. Sao lại là như đây nhỉ? Quái cà bèo. Bèo gì đây? Quái cà bèo. Thank you.
Leonard chạy chỗ, Leonard chạy chỗ, đánh chặn chủ động. Kìa, chưa sống mà. Bủ rồi. Bủ rồi, bủ rồi. Roberto Carlos, Van Dijk, Coutinho, Bale. Kitty, ở trời ơi. Truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Ơi. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Phải cà pêu. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Thủ môn đang than phiền với cầu vệ. Anh ta nghĩ cầu vệ đã áp sát nhanh hơn trong tiếng nó. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Ồ, làm gì làm gì? Pha phá bóng biến từ miếng ngang. Đây nè. Bóng đang than phiền. Ừ, làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Đây nè. Đây nè. Lại một bàn thắng nữa. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Đây rồi. Và mấy tầm xe cho ra thấy rõ được bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm của cầu thủ kiến tạo. Chúng ta có thể xem lại bàn thắng này. Đó là pha dứt điểm tốt. Làm gì? Làm gì? Ronaldo. Ê quý. Ronaldo. Ơi ơi. Má đồ hành động dữ vậy. Thủ 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 thủ. Thủ 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 thủ. Thủ 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 thủ. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Ronaldo. Thủ 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 thủ. 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 Ê. Tình huống đi bóng của cày thế nhỉ. Henrique Tavares. Dưa. Dưa. Có cơ hội. À dạ. Bàn thắng tuyệt đẹp của Mbappe. Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. À kìa. Chân bóng quá hay. Sao? Sao? Asmico. Phòng ngự rất tốt. Kylian Mbappe, Plotin. Leo Dubois. Hy vọng đội của anh ấy sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Đây nè. Đây nè. Không ai ngăn cản. Ok.
Kylian Mbappe Glotin. Nè. Đây nè. Đây vui. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Được rồi. Trời trời. Tiếp nhận một pha phạt góc. Đây nè. Đây, đây cái điểm còn mọi phải cặp bèo. Nè. Có thể tạt bóng. Đây nè. Dani Pazero. À dạ. Cơ hội mang đến chiến thắng của trận đấu, nhưng người ta đã rơi vào thế bị rồi. Thật sự mà nói thì vâng, tôi nghĩ mình có lẽ sẽ phải xem lại pha bóng đó một lần nữa. Liệu cầu thủ này có thật sự việt vị hay không? Ồ, lập vô, lập vô. 2-1 nào. Trọng tài đã thổi còi và chúng ta bắt đầu hiệp 2. Ê. Như nào? Mất bóng. Asmico. Fernando Torres. Dani Parejo. Henrique Tavares. Kylian Mbappe Blotin. Sút đi. À ơi, có kìa. Dường như trận đấu đang định đoạt, nhưng không, trận đấu đã trở về điểm xuất phát 2 đều. Một trận đấu tuyệt vời đối với các cổ động viên trung lập. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Về vạch xuất phát, tỷ số là 2 đều. Sóng gió đã nổi lên. Ronaldo. Vị trí đá phạt rất đẹp. Ra đây, ra đây. Ra đây. Anh ấy đã bước lên cho quả sút phạt. Ok. Ồ, oh, đó là một cú đá phạt tuyệt vời và thủ môn không có cơ hội chạm vào bóng. Vâng, đó là một pha đá phạt trực tiếp tuyệt vời. Một góc sút gần như không thể ngăn cản. Thật sự rất giống pha dứt điểm của Quang Hải trong trận chung kết U23 AFC. Bàn thắng đẳng cấp và pha đổi người của thủ môn. Quái quá. Cho siêu phẩm này thôi. Ronaldo. Gôn đôi nữa. Tiến lên đi. Sút tuyệt vời. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Dani Parejo. De Guit. Fernando Torres. Ronaldo. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Kylian Mbappe Blotin. Varane. Brian Giggs. Và đây là cú mẹ cày thế. Ok. Mbappe Blotin. Một pha tạt bóng tầm thấp. Và bây giờ thủ môn có thể phát động một cuộc tấn công mới. Fernando Torres. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng.
Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Chỉ dừng lên vét này dưới ta. Cơ hội nguy hiểm. Bóng được truyền. Và chịu rồi. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Vâng, anh ta đã cố gắng thực hiện pha tạt bóng từ hành lang trái. Pha tạt bóng rất tốt và đã biến thành bàn thắng rồi. Chúng ta có thể xem lại bàn thắng này. Đó là pha dứt điểm tốt. Công mẹ em, Torres. Sẽ có đá phạt. Roberto Carlos. Ashley Cole. Một tình huống thoát tim. Ơi. Nó là hình chỉnh khó chỉnh vậy ta. Leo Dubois. Ronaldo. Đây rồi. Anh ta đã bóng đang lăn qua đường biên cuối sân. Sẽ không phải góc. Phối hợp tốt. No. Ronaldo. Varane. Ronaldo Torres. Sao Ronaldo nó không chạy lên nhờ? Capiu. Cho Petru nằm giữa đúng chứ. Không được.
cứ về trước đã. Kệ. Chiếc thẻ vàng vào lúc này có thể sẽ phá hủy trận đấu. Thực hiện pha sút phạt, bóng đã vào lưới, thủ môn đã không thể cản phá thành công. Quá xàm. Vâng, đó là một pha sút phạt tuyệt vời. Đó không phải là may mắn, đó là quá trình luyện tập của anh ta. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên tin tưởng sao cho anh ta thực hiện pha đá phạt trực tiếp. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Cái gì vậy? Và sẽ có một quả đá biên ở đây. Quái cà piêu. The Green. Ok. Có thể có bàn thắng. Anh ấy có thể ok, sạc what the fuck. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Đó là bàn thắng tuyệt vời. Tỷ số được đưa lên 2-0. Chuyển đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ronaldo cần phải tắt ngay. À, anh ấy đã bỏ lỡ mục tiêu. Cản bóng tốt. Đó là cái gì vậy ta? Vô hai trái xàm thì cái chứ. Bill. Cũng cánh nữa. Dani Paredo. Trời ơi. Cơ kìa. Bernardo Silva. Người chơi cánh quá ta. Căng ngang rồi. Bên trong có người. Vâng, bóng đã ra ngoài. Một quả phát bóng lên. Leo Dubois. Vidic. Rodrigo Hernandez Cascante. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Đó. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Kìa. Kìa. The Green. Đó, này chơi cánh quá vậy. Không ai ngăn cản.
Nguy hiểm. The Green. Dani Parejo. Một pha đập bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Gundogan bật tường. Tăng tốc. Ôi trời ơi, chạy kìa. Bernardo Silva căng ngang. Dani Parejo. Bruno. Fernando Torres. Đã có lỗi dự bị ở đây rồi. Trọng tài biên đã căng cờ lên xác nhận. Trọng tài chính hoàn toàn đồng ý với quyết định này và tiếng còi đã cất lên. Các trọng tài thông báo còn tới 3 phút bù giờ nữa. Bernardo Silva. De Bruyne. Tati. Một cơ hội để đánh đầu. Cơ hội để anh ta có được cú đúp của mình trong chiếu này, nhưng không, không có cú đúp nào cả. Đó là một cơ hội 10-10 nhưng anh tỷ số 11 là. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Vidic. Varane. Dani Parejo. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Tình huống đó xứng đáng có thể. Bóng đã ra biên. Một quả ném biên. Một phản ứng rất nhanh của người ném biên. Trận đấu lại tiếp tục. Cú xoa bóng tốt nhưng bóng đã đi hết đường biên dọc. Đó là một pha ném biên. Vidic. De Guit. Vâng, thủ môn đã không gặp chút vất vả nào bởi cầu thủ này đã sử dụng chân không thuận của mình. Tôi đoán vậy. Đây thế nhỉ? Chính xác, một nỗ lực bất thành. Đó không phải là biên thuận của anh ta. Inter Gundogan. Bernardo Silva. Thật gọn gàng. Kìa. Ồ, đó là một đường chuyền thông minh. Và đây là cú sút. Trong gió căng thời chú Quang. Kìa. De Guit. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Chào Cancelo. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Một pha tạt bóng tầm thấp. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Và việt vị, trận đấu dừng lại sau khi trọng tài thổi còi và phất cờ. Fernando Torres. De Guit. Dani Parejo. Trời. Joe Stone. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Kìa. Chào Cancelo. Quái cà bèo. Gundogan bật tường. Bernardo Silva căng ngang. Và đây là cú sút. Cú đá quá thiếu chính xác. Ronaldo. Dani Parejo. Đường truyền quá thông minh. Bóng văng ra, thủ môn đã cứu thua rất xuất sắc nhưng anh ấy không thể bắt gọn nó. De Guit. Inter Gundogan.
Trời ơi trời. Trời ơi. Cái vậy? Sút. Quái bèo. Vào rồi, thật tuyệt vời. Lẹ đi thằng đầu bôi, cũng mặc ao ai. Một pha dứt điểm rất gọn gàng. Vâng, họ chỉ có thể dừng lại và nhìn chằm chằm. Làm gì chơi? Một trong những cầu thủ nhanh nhất trên sân, một trong những tiền đạo. Cây vãi cái biểu. Sao nó không chạy vậy nhỉ? Giữa chúng lòng cây thế nhỉ, còn phải cà biểu mà vừa lát chút xa Chris Reiner bút
Lulit. Cà bêu ơi. Lewandowski. Torres. Benjamin Pavard. Robert Lewandowski. Thật tuyệt khi sút. Cản bóng tốt. Fernando Torres. Thomas Müller. Trọng tài có lẽ đã hơi nương tay trong tình huống này. Đó, câu giờ kìa. Công vãi cả lùn. Mũi tên mà có thể gây nguy hiểm cho các khán giả. Vãi cả piu. Chuyền bóng lại. Dani Parejo. De Guit.
Tình huống lấy bóng của Alaba. Nabi. Đã có một tình huống việt vị. Vâng, một tình huống việt vị khá rõ ràng. Có thể thấy trọng tài chính và vị trợ lý của ông ta đã phối hợp rất tốt trong tình huống này. Thay hả? Leo Dubois. Ryan Giggs. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Fernando Torres. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Ok. Đó sẽ là một quả phạt góc. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Chạy không? Chạy không? Leo Dubois. Chạy không? Ryan Giggs. Fernando Torres. Ashley Cole. Ryan Giggs. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Fernando Torres. Alaba vừa có pha phóng lên. Và bây giờ là một quả ném biên. Ashley Cole. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Ronaldo. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Hắn đông dữ vậy. Ok. Cơ hội là đây. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Nabi. Robert Lewandowski. Có thể có bàn thắng. Có cơ hội ngay bây giờ. Pha ngăn chặn tuyệt vời. De Guit. Sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Khuôn mặt rất căng thẳng. Đây chắc chắn là một cơ hội mà không ai muốn bỏ qua. Sadio Mane. Rất tốt. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Hãy cùng xem các thủ đối phó thế nào với tướng này. Varane vừa có pha phóng lên. Ronaldo. Chồng con đâu kể vậy. Còn tới 3 phút bù giờ nữa. Fernando Torres. Kìa. Nabi. Và đây là cú sút. Thủ môn đã đưa bóng văng ra. Trận đấu vẫn tiếp tục. Và hiệp 1 của trận đấu. Trọng tài vừa thổi còi cho hiệp 2 trận đấu bắt đầu ở Wembley. Sadio Mane. Anh ấy chơi rất tốt. Thomas Müller. Và đó sẽ là cơ hội nếu... Xám thế. Cú volley rất đẹp, một thắng tuyệt vời. Thủ môn đối phương chỉ có thể đứng nhìn trước pha dứt điểm tuyệt vời. Dứt điểm đẳng cấp.
Thủ môn không có một cơ hội nào trong tình huống này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. David. Tati. Thủ môn đã chấp nhận. Trời ơi kìa. Thomas Müller. Mất bóng trong vòng cấm. Dani Parejo. Méo hẻo cái gì luôn á ta. Kìa. Cơ hội. Sút. Không có bàn thắng. Rất đáng tiếc cho một pha phản công mỗi một. Đúng là như vậy, có thể nói may mắn chính là lý do duy nhất để bảng tỷ số vẫn chưa bị thay đổi trong tình huống vừa rồi. Ashley Cole. Alaba. Sadio Mane. Trời. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt đứt được tấn công. Một cơ hội rất tốt đã bị cầu thủ đó bỏ lỡ. Họ vẫn đang chỉ dẫn trước một bàn thôi. Vâng, họ đáng ra đã có thể dẫn trước hai bàn rồi. Tôi vẫn tiếc hùi hụi cơ hội ngon ăn vừa qua. Ronaldo. De Bruyne. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Phối hợp tốt. Và đây là cú sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Pha bóng tốt. Mất bóng. Robert Lewandowski. Gnabry. Đường chuyền quá thông minh. Anh ta đã bắt được bóng. Và dứt điểm không tốt. Ronaldo. Varane. Chuyền bóng lại thành công. Rất nhiều đường chuyền. Có cơ hội. Cần phải giảm hưng phấn của đối thủ lại. Trời ơi. Tiến lên đi. Sút đi. Ôi, bóng đã được giữ lại. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Chiến thắng đã đến rất gần. Gì trời. Hoàn toàn đồng ý. Hãy nhìn những đôi chân run rẩy của cầu thủ bên kia kìa. Họ không thể nào gỡ hòa được với áp lực thi đấu lớn đến như vậy. Gnabry. Sút. Tuyệt vời. Cuộc thắng vô của đôi mắt của Gnabry. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Tỷ số được đưa lên 2-0. Thomas Müller. Varane. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Kìa. Đi game kìa. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Kìa. Trời ơi. Rất đẹp. Cơ hội từ đường truyền. Đó là một pha cứu thua ngoạn mục. Bóng rất xoáy và anh ta đã bắt được nó. Hành gì ta?
Ta